Hello mọi người và cô đã quay trở lại rồi đây. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Cô Thảo TV. Theo như comment của một số bạn có để lại trên kênh đó, thì hôm nay cô sẽ dạy mọi người bài What It Is của Doetry nha. Và đoạn hôm nay mà mọi người sẽ học đó là đoạn TikTok dance. Và không chần chờ gì nữa, bây giờ mọi người cùng bắt đầu học thế nào. Let's dance. Rồi, ok, bây giờ mọi người sẽ cùng vào đoạn đầu tiên luôn nha. Rồi, ở đoạn đầu tiên này thì mọi người sẽ bắt đầu từ nhịp 8 cho mình ha. Rồi, mình sẽ đếm nè, 5, 6, 7, 8. Đó, thì nhịp 8 mọi người đi tay nè, 8. Được chưa? Thì kết hợp với phần sóng, 8. Ha. Rồi, chân nè, 8, chân phải dậm xuống ha. Rồi, chuẩn bị, 5, 6, 7, 8. Được chưa? Rồi. Nhịp 8, sau đó mọi người sẽ lơi ra. 8, 1, 2. Lơi tới nhịp 2 nha. Rồi, chuẩn bị nè. 2, đấy. 8, 1, 2. Rồi, nhịp 3 mọi người vỗ tay. 3, đó. 3, 4, tà, 5, tà, 6. Rồi, chú ý nhịp vỗ nha. Rồi, 3, 4, tà, 5, tà, 6. Vỗ ngay nhịp tà, được chưa? Rồi, 3, 4, tà, 5, tà, 6. Và ngay nhịp 7 mọi người vỗ một cái nữa. 7, 8. Rồi, nghe kỹ nè. 3, 4, tà, 5, tà, 6. 7, 8. Rồi, từ nhịp 8 nè, chuẩn bị. 5, 6, 7, 8. Rồi lơi ra. 1, 2. Ngay nhịp 3 mọi người vỗ. 3, 4, tà, 5, tà, 6. 7, 8. À, ok. Liên tục nha. 5, 6, 7, nhịp 8. 1, 2, 3, 4, tà, 5, tà, 6, 7, 8. Rồi, ở ngay nhịp vỗ mọi người có thể feel ha. Rồi, feel nè. 3, 4, tà, 5, tà, 6, 7. Thì mọi người sẽ di chuyển phần người nha. Rồi, bây giờ mình thử ghép vô ha. Liên tục nhanh hơn. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, tà, 5, tà, 6, 7, 8. Rồi, bây giờ mọi người sẽ thử nhạc chậm của đoạn này trước tiên nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, tà, 5, tà, 6, 7. Rồi, bây giờ mọi người sẽ vào đoạn chính của bài nha. Đoạn thứ 2 nè. Rồi, tay mở ra. Được chưa? Mình sẽ kết hợp lắc vai. 1, 2. Rồi. 1, 2 nha. Mình sẽ lắc 2 lần. Rồi tiếp tục này, phần chân của mình sẽ bước lên ha. Chân phải. 1. Đó. Rồi chỗ này mọi người bật nhảy lên. 1. Đó. Rồi bước lên luôn ha. Đó. Giữ lại ở 2 nhịp. 1, 2 nha. Rồi 2, đi. 1, 2. Và ngay nhịp 3 mọi người vỗ tay. 3. Được chưa? Thì ngay nhịp 3 mọi người dậm chân trái lên. 3. Đó. 2, đi. 1, 2 là giữ lại, 3, vỗ vô, được chưa? Tiếp tục, nhịp 4 nè mọi người bước chân phải qua, 4, ha. Rồi, 4 nhịp này nha, 2, đi, 1, 2, 3, 4 bước ra, nha, bước chân phải ra. À, ngay nhịp 5 nè, 5, được chưa? Chéo hai tay và đóng xuống, 5, ok. Rồi, ngay nhịp 5 mọi người dậm chân trái giùm mình, 5. Thì lúc này đổi chỗ sang bên phải nè. 5, được chưa? 5 là dẫn này. 6 là mọi người đứng lên. Ngay nhịp 7 mọi người gõ ra phía sau nè. 7 nè. 7 gõ ra phía sau ha. Thì kết hợp phần chân nè. 7 dậm chân phải ha. 7, 8 đặt xuống ha. Rồi, nhịp 4 bước ra nè. 4. Rồi tiếp tục gõ. 5. Rồi chạy về. 6, 7, gõ tiếp ha. Rồi bước ra nhịp 4 nha. 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Rồi từ nhịp 1 nè, mọi người sẽ bước lên trước 2 nhịp ha. 1, 2, đó. Rồi ngay nhịp 3 mọi người vỗ tay. 3, 4 bước ra. Tiếp tục. 5, 6, 7, 8. Ok. Liên tục hơn nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Rồi ha. 7, 8. Rồi nhịp 8 đang kết thúc ở đây ha. Tiếp tục nhịp 1 nè. Mọi người sẽ vuốt phần hông, hông bên phải. 1, 2, đó. 1, 2. Đẩy hông lên ha, kết hợp. Kéo tay. 2, đi. 1, 2, vuốt lên. 3, 4. Thì mọi người đẩy sang ngang ha, kết hợp. Đánh hông. Được chưa? 2, đi. 1, 2, 3, 4. Thì lúc này mọi người dậm chân. 1, 2, 3, 4. Đẩy sóng. Nha. Rồi, 2, đi. 1, 2, 3, 4. Ngay nhịp 5 mọi người khép chân vô. 5. Thì vặn hông sang bên phải nè. Đó, vặn hông sang bên phải ha. Rồi, tay thì kéo ngược lại sang bên trái ha. 5, 6. Mình xoay người. Rồi, 2, đi. 5 nè. 6. Được chưa? Ngay nhịp 7. Rồi, mở hai tay ra, kết hợp chân phải. Rồi. 7, 8. Rồi, nhìn kỹ nha. 1, 2. Rồi, ngay nhịp 3 nè. 3, 4. Được chưa? Rồi, 5, 6. Mọi người khép chân vô. 5, 6. Tiếp tục gõ. 7, 8. Rồi, liên tục hơn chỗ này nè. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ mình ghép với khuôn trước đó nha. Từ đây. Vậy nè. Rồi chậm nè. 2, đi. 1, 2, vỗ. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi tiếp tục kéo hông. 1, 2, 3, 4. Vặn người. 5, 6, 7, 8. Ok, liên tục nè. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi thử nhạc chậm của đằng này ha. Chân phải qua nè. 1, 2. Rồi mình sẽ đảo phần người ha. Phải. Rồi về phần tay ha. 1, 2. Mọi người đi nửa vòng nha. 1, 2. Thì phần người của mình sẽ kéo theo. 1, 2. Được chưa? Rồi bên phải qua bên trái nha. Rồi mình đảo người theo luôn nè. 1, 2. Đó. 2, đi. 1, 2. Nha. Rồi ngay nhịp 3. 3. 4, 3, 4, mở ra, 3, 4, nha. Rồi lúc này phần chân nha, 3, nhảy ra, rồi nghiêng người sang bên phải luôn, 3, 4, 3, 4, nha. Rồi, từ nhịp 1 nè, 2, đi, 1, 2, nhảy, 3, 4, rồi, 4 xong ha, 5, 6, 7, 8, mọi người nghiêng bên trái trước nè, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Rồi phần chân của mình sẽ bước chân trái lên. 5, 6. Lúc này mọi người kéo phần người lên. Đó. Đẩy sóng từ dưới. Đẩy lên. Rồi. 5, 6. Rồi bước sang bên phải nè. 7, 8. Ok. 2, đi. 5, 6, 7, 8. Rồi mình ghép lại từ nhịp 1 nha. Rồi từ đây. Chậm trước nào. Bước chân phải ra. 1, 2. Rồi nhảy ra. 3, 4. Rồi chuẩn bị tay đi luôn nè. 5, 6, 7, 8. Ok. Rồi. 7, 8. Mình đã kết thúc ở đây ha. Rồi tiếp tục. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi. 7, 8. Mọi người đang dừng ở đây ha. Ngay nhịp 1 tiếp theo mọi người bật nhảy. Đó, thì lúc này đưa chân trái đưa ra ha. Lúc này nghiêng người sang bên phải giùm mình. 1
hai, thì rút chân lên, được chưa? Một, hai, rồi, ba mọi người bật ra, ba, bốn, một nè, miết chân, tiếp tục, hai co lên, ba, bốn, ra về phần tay nè, một, mọi người kéo tay trái ra luôn, ha. Một, hai là co lên, ba là chỉ tay, ba, bốn, nha, rồi, hai, đi, một nè, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, mọi người sẽ đi chân phải, trái, phải, trái. Rồi lúc này xoay phần người lên, phải, trái, phải, trái, chuyển gót chân lên. Rồi phần tay thì mình tự do ha, thì mình sẽ tập như thế này, năm, sáu, bảy, tám, đưa tay lên ha. Khi mà mình xoay á, nghiêng sang bên trái nè, năm, sáu, bảy, tám, được chưa? Rồi ghép từ nhịp một nè, đi chậm trước nè, một, đó, rồi co lên, hai, ba, bốn, tới đây ha, rồi tiếp tục xoay, năm, sáu, bảy, tám, rồi liên tục hơn khúc này nè, hai, đi, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Rồi tới đây thì mình sẽ ao nha. À, bây giờ mọi người ghép cái khung trước đó nha. Rồi. 7 8 và tiếp tục vòng tay nè. 2 đi. 1 2 nhảy ra. 3 4 rồi ôm. 5 6 7 8 và tiếp tục bật nhảy ra. 1 2 3 4 5 6 7 8. À, liên tục hơn nha. Rồi. 7, 8, đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, thử nhịp chậm của đàn này nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Video ngày hôm nay. Nếu yêu thích thì mọi người hãy cùng nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube Cụ Thảo TV để xem bản full speed thì mọi người cùng nhấn lên bên cạnh nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.